Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 7 năm 2018 dương lịch, quý nhân nâng đỡ, con giáp này may mắn hết phần người khác. Trong tháng 7 dương lịch này, con giáp nào may mắn có quý nhân trợ vận, thuận buồm xuôi gió, cùng Lịch Nghề Tốt theo dõi tử vi tháng 7 năm 2018 để tìm câu trả lời nhé. Tuổi Tý. Trong tháng 7 này, vận trình của tuổi Tý không được tốt cho lắm, tuy nhiên mọi sự cũng đỡ đi phần nào trong tử vi có quý nhân phù trợ. Quý nhân giúp cho nhân duyên vượng sắc, có lợi cho việc đàm phán, thương thảo, giúp cho việc sự nghiệp của con giáp này đạt được những bước phát triển mới. Thực ra công việc của tuổi Tý thời điểm này không được thuận lợi, chẳng những gặp phải nhiều khó khăn, bản mệnh còn bị kẻ tiểu nhân quấy phá, đã khó lại càng thêm khó. Nếu không kiên trì thì rất dễ bỏ cuộc. Song bản mệnh vượng vận quý nhân nên nếu có thể lạc quan nhìn về phía trước, quyết tâm phấn đấu thì quý nhân sẽ chẳng bỏ rơi khi nguy nan có người hỗ trợ, giảm bớt phần hung hiểm. Quý nhân cũng sẽ giúp cho tuổi Tý đạt được những thành công nhỏ nhỏ trên con đường tài lộc, chuyện đầu tư hay mở rộng kinh doanh cũng sẽ có được khởi đầu tốt đẹp, chuyện tình cảm có nhiều tin vui, người độc thân tìm được tình yêu mà các cặp vợ chồng đón tin mừng. Tuổi Thìn. Tử vi tháng của 12 con giáp tiết lộ rằng trong tháng 7 dương lịch, người tuổi Thìn có nhiều may mắn bất ngờ, tin vui tới tấp, mà điều này phần nhiều là do bản mệnh được quý nhân ở bên đỡ đần, tương trợ cho mà có. Đặc biệt là trong công việc, mọi sự ban đầu không được tốt đẹp cho lắm, vận trình ẩn chứa nhiều hung họa, song nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho tuổi Thìn thiết lập được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nhờ đó mà công việc cũng trở nên trôi chảy và dễ dàng hơn để đi đến thành công. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong tử vi tháng 7 năm 2018 có quý nhân trợ vận, công việc không có gì phải lo lắng, bản mệnh cứ tiến hành mọi sự đúng theo kế hoạch sẽ giành được thành công. Vận trình khởi sắc, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, may mắn hết phần người khác. Với những bạn có ý định khởi nghiệp thì đây có thể coi là thời điểm thích hợp để tiến hành. Hãy kiên trì quyết tâm chiến đấu đến cùng, dù điều bạn nhận được có là gì thì nó cũng không bao giờ để bạn phải hối tiếc. Tuổi Dậu. Được quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Dậu trong tháng đạt được bước tiến mới. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng thậm chí các cặp đôi còn có thể đón tin vui, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn gắn bó, sớm tình chuyện trăm năm hạnh phúc vuông tròn. Ngay cả trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước cũng giúp cho tuổi Dậu tránh đi được bao nhiêu đường vòng, chẳng vì khó khăn mà lùi bước. Bản mệnh đưa ra những quyết định sáng suốt và dứt khoát, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 7 dương lịch, người tuổi Sửu không được hưởng nhiều may mắn cho lắm, công việc không như ý, khi thăng khi trầm chẳng như mong muốn, bản mệnh phải mất rất nhiều công sức trong công việc nhưng kết quả thì chẳng hề đáng mừng. Tuy nhiên, trời chẳng tuyệt đường sống của ai, thế nên đã cho quý nhân tới trợ giúp, nâng đỡ cho con giáp này vượt qua hoạn nạn khó khăn. Đừng chỉ giấu đi những nỗi buồn phiền, thất vọng cho riêng mình, hãy học cách chia sẻ và nhận sự giúp đỡ. Điều đó không có gì đáng xấu hổ, lòng tốt luôn được lan truyền, sau này bạn cũng sẽ rộng lòng giúp đỡ người hoạn nạn như vậy thôi. Tuổi Dần. Xem bói tử vi tháng 7 năm 2018, người tuổi Dần nhờ quý nhân tương trợ nên vận trình dần ổn định hơn, phát triển theo chiều hướng tích cực. Các mối quan hệ mang đến cho con giáp này những cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong công việc, đồng thời cũng giảm bớt những khó khăn có thể gặp phải. Bản mệnh dù có gặp chuyện bất trắc gì cũng đã có quý nhân ở bên, chẳng lo phải một mình chống chọi giữa cơn giông bão. Mà sau cơn mưa trời lại sáng, tuổi Dần lại từ khó khăn mà phát triển tốt hơn, phát huy được hết mọi khả năng của mình. Chuyện thăng quan tiến chức không còn gì quá xa vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.